Rồi ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG G8 Hàn của em. Thì giờ gần đây em thấy là trên hội có khá nhiều bác mà chưa biết cách chụp ảnh màn hình của cái điện thoại LG ấy. Thì nó rất dễ thôi. Và chắc rất nhiều bác biết từ lâu lắm rồi. Nhưng mà cái clip này em sẽ hướng dẫn bác nào mà chưa biết nhé. Thì nó sẽ có hai cách. Một là các bác dùng phím cứng. Thì cách dùng phím cứng ấy, các bác dùng phím nguồn này và phím giảm âm lượng. Các bác giữ đồng thời hai phím đấy một lúc, chỉ khoảng 1-2 giây thôi là nó sẽ chụp ảnh màn hình. Đây, bây giờ em giữ nhé. Giữ này. Đấy, các bạn thấy không? Nó sẽ chụp ảnh màn hình. Đây là bằng phím cứng nhé. Rồi. Còn cách thứ hai hay hơn, và các bác không phải dùng phím cứng là dùng phím mềm thôi. Thì các bác trước tiên các bác vào cái phần cài đặt này. Để em để đây đánh nhé. Các bác vào phần cài đặt này. Các bác vào cái phần hệ thống này. Đó. Rồi các bác vào cái phần trung tâm cập nhật này. Đó. Các bác vào cập nhật ứng dụng. Đó, và các bác kéo xuống các bác tìm cái phần mềm mà Quick Memo này này. Đó. Thì cái phần mềm này chính là cái phần mềm để mà các bác chụp ảnh màn hình đấy. Thì nếu nếu như các bác nào chưa cài ấy, thì các bác cài cái phần mềm này ra nhé là được thôi. Thì cái máy em cài rồi. Thì sau khi cài ấy, thì tự động ở trên cái thanh thông báo ấy, đây này. Tự động trên thanh thông báo nó sẽ có cái biểu tượng này này. Em cho gần gần lại tí nhé. Đây. Đây các bác thấy biểu tượng này không? Đó, kéo xuống nữa thì nó sẽ có từ chụp cộng này này. Đó. Thì đấy chính là cái nút để các bác chụp ảnh màn hình. Đây ví dụ các bác xem nhé. Đây ví dụ em muốn chụp ảnh cái màn hình này lại chẳng hạn. Thì kéo xuống này, các bác nhấn vào cái nút chụp này. Nhấn một phát thôi. Đó, thì nó sẽ chụp ảnh màn hình lại rồi đấy, nó có cái biểu tượng như này này. Và ngoài ra nữa ấy, thì các bác chỉ cần nhấn như này là nó lưu lại vào cái chụp màn hình rồi. Ngoài ra nữa ấy, thì các bác cũng nhấn bằng cái phím chụp ảnh màn hình này. Và các bác đây này, các bác có thấy không? Có cái phần này mấy cái phần tùy chọn nữa là các bác cái phần được mở rộng này. Thì các bác sẽ khi mà nhấn vào đây, các bác sẽ có thể chụp được cái đoạn văn bản rất là dài khi nào các bác muốn, dài đến khi nào các bác dừng lại thì thôi. Đây các bác sẽ ấn vào nó này. Đấy thì nó sẽ kéo tiếp 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 khi nào các bác muốn chụp ảnh màn hình mà nó dừng lại. Đây tiếp nó sẽ kéo rất là dài. Đấy, ví dụ chỗ này hết rồi, chỗ này hết cái đoạn văn bản mà nó lót được của cái bài viết này thì nó sẽ dừng thôi. Ví dụ em chụp chỗ khác nhé. Đấy, tại vì vừa rồi ấy, là nó chỉ kéo được đến đây thôi. Đấy, thì hết cái bài này nó hết đến đây là hết bình luận rồi. Ví dụ cái bài nào mà rất là nhiều cái bình luận ấy. Đây ví dụ này, này đây kiểu đoạn này. À, cũng là bài đấy. Bài nào cho nó dài dài tí nhỉ? Bài này phải là rồi. Rồi bài này chẳng hạn, bài này thì rất là dài. Đây, ví dụ như cái bài này chẳng hạn nhé. Thì nó rất nhiều bình luận này, nó rất là dài. Thì nó sẽ kéo hết bình luận cho các bác. Bây giờ các bác mà muốn dừng lại chỗ nào thì ấn vào màn hình, ấn vào giữa màn hình thì nó sẽ dừng thôi. Ví dụ bài này chẳng hạn nhé, em chụp ảnh màn hình này. Chụp này. Đó, và các bác kéo đến cái phần được mở rộng này. Nhấn vào đây. Đấy thì tự động nó sẽ tự động nó kéo nhé, tự động nó kéo. Đó, tự động nó kéo. Đến khi nào các bác muốn dừng, đấy, ví dụ các bác muốn dừng chỉ muốn chụp màn hình đến đây thôi. Đấy thì nó dừng lại. Đó. Đó thì ok. Các bác nhấn lưu nó lại, lưu nó vào thư viện. Rồi thì đây các bác vào phần thư viện này, các bác sẽ có cái phần mà chụp ảnh màn hình như vậy đây, cartoon này này. Đó thì sẽ có cái phần mà mình vừa chụp màn hình, ví dụ cái này chẳng hạn. Đây vừa chụp màn hình này nó rất là dài đó, dài kinh khủng luôn. Thì các bác muốn đọc thì các bác phóng to ra một tí đấy. Đó, đó. Rất dễ và rất đơn giản thôi. LG nó cũng làm được rất nhiều thứ như những hãng khác, thậm chí còn hơn những hãng khác mà nhiều khi anh em mình không biết thôi, hoặc là mình chưa biết thôi. Thì em biết được cái gì hay hay thì em sẽ làm clip cho các bác xem. Rồi ok, chào các bác.